lấy cái chồng áo khoác lẻ xuống chị sale luôn anh ơi. Cái nào lẻ tao sale đó. Đó, lấy chị hai mà tao có lọ rồi xích qua đây. Cái gì người ta đặt? Cái gì không bán má? Tự bán. Hello mọi người. Đưa một cái điện thoại bấm tim bóp. Hello, em like áo khoác nha mấy chị ơi. Em like áo khoác nha mọi người ơi. Chia sẻ like giúp em nha. Rồi, chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. Rồi, chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Em lên áo khoác nha mấy chị em ơi. Rồi, mọi người chia sẻ like giúp em nha. Huyền Nguyễn ơi, nhắn tin qua fanpage giùm em nha chị ơi. Chị Huyền Nguyễn nhắn tin qua fanpage giùm em nha chị ơi. Rồi, hôm nay em sale áo khoác nha mọi người. Rồi mọi người chia sẻ like giúp em nha. Mọi người chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đây áo khoác màu này còn mấy cái đây? Còn ít đúng không? Còn nhiều. Rồi AE màu nâu đây. Chị nào lấy chốt liền giùm em nha. AE màu nâu cho em luôn. AE màu nâu một cái là 135.000. Khi mấy chị mua từ hai cái là còn 130.000 nha mọi người. Đang khan tiếng nói không nổi nha mấy chị ơi. Nắng quá. Rồi, chị nào lấy EA chốt liền giùm em nha. EA màu nâu. Màu nâu nha mọi người ơi. EA này màu nâu. Chất vải rất là dày luôn. Em về thêm số lượng ít thôi nha mấy chị ơi. Đồ lo em chưa like nha. Rồi chị nào lấy áo khoác chốt liền giùm em nè. AE màu nâu. AE màu nâu nè mấy chị ơi. Ngồi đây like sao tôi thấy có lùng của tao. AE nâu nè nha. Cho Yến Linh AE nâu có đơn. Rồi ai lấy AE màu nâu chốt liền giùm em. Mỗi cái em chỉ còn 5-10 cái thôi nha mấy chị ơi. Mỗi màu em chỉ còn 5-10 cái thôi nha. Như xong với màu xanh lá vô Như. Xanh lá ngoài nè. Rồi chị nào lấy màu nào chốt liền giùm em. Màu chuối còn mà. Rồi màu này là màu hồng nha mọi người. Màu hồng. Màu hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng cho em nha. Ai lấy màu hồng chốt màu hồng cho em. AE màu hồng nha. Cái này là em like camera này là thấy rõ màu nhất luôn á. Nâu cho Lê Thị Quý có đơn. Rồi chị nào lấy nâu chốt nâu liền giùm em. AE nâu cho em. Chất vải rất là dày. Nhận về không dày trả cho em nha. Dồn đơn hôm qua được nha mấy chị em ơi. Rồi hồng cho Tiểu Ti có đơn cho địa chỉ. Yến Nguyễn có hồng có đơn. Mỗi cái em chỉ còn 5-10 cái thôi. 135.000 một áo. Khi mấy chị mua hai áo còn 130.000 một áo nha. Tiểu Ti cho địa chỉ số điện thoại cho em đi mấy chị ơi. Áo này là áo cũ của em nè. Em mặc em ngủ kem. Rồi chị nào lấy màu hồng chốt hồng cho em nha. AE màu hồng này mặc siêu đẹp luôn. Lê Thị Quý có nâu rồi nha. Ai lấy hồng chốt hồng. Màu này là màu mới nè mấy chị ơi. Đẹp quá. Dày lắm luôn. Chốt liền giùm em là xanh lá nha. Màu xanh lá cho em. Cái chỗ này chói quá. Đây màu xanh lá cho em mấy chị. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em nha. Màu hồng cho Nhi Yến. Yến Nhi có đơn. Dồn đơn dép hôm qua đấy em ơi. Chị cái chị Ti Ti dìm cho địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Rồi màu này màu xanh lá nha. Em có được 10 áo. Chị nào lấy chốt. Bao giày cho mấy chị luôn. Chất co giãn cho em nha. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em nha mọi người.
xanh lá kèm địa chỉ số điện thoại cho em nha. Xanh lá kèm địa chỉ số điện thoại cho em nha. Dồn đơn dép hôm qua được nha quý ơi. Rồi ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em. Tiểu ti chốt hồng với nâu luôn. Ok em nè. Rồi AE xanh chuối còn nha. Đây AE xanh chuối còn nha. Chị nào lấy xanh chuối chốt. Còn cái nào? Hai cái này mỗi cái cộng 8. Lấy này còn nhiều nữa. Rồi có xanh chuối luôn nha, màu này màu xanh lá đẹp nè, để em cởi áo ra em mặc cho mấy chị coi. 135.000 một cái nha. Khi mua từ 2 cái còn 130.000 nha. Em đang ủ kem nè mấy má ơi. Không có cái áo khoác nào mặc vô cho nó đỡ gáy. Đỡ dính kem. Rồi. Thôi cái đó bị lỗi đi trả rồi. Mặc cái này đi. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em nha mấy chị ơi. Mặc áo này vô đỡ đi. Áo này không ai mua để dành mặc luôn. Áo này chút sale luôn. Áo chị mặc không có bán. Áo chị mặc màu đó cũ lâu rồi em ơi. Rồi để em mặc áo vô cho mấy chị coi nha. Nâu AE cho Trang Nguyễn có đơn. Cho chị cái ghế hồng Nguyễn Như nó lùng quá. Đây nha mấy chị ơi. Áo này để em mặc vô đây rồi em mặc áo khoác cho mấy chị coi. Bây giờ em về được 10 cái màu xanh lá này. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Inbox cũng không còn mẫu này đâu. Nhìn dây kéo cùng một màu cho em nha mọi người. Đây chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá cho em nha. Xanh lá giùm em luôn, chất bao co giãn luôn. Hàng 4 túi cho em nha, dày lắm luôn nè. Hàng 4 túi cho em, chị nào lấy xanh lá, chốt xanh lá cho em đi. Xanh lá cho em luôn. Chốt liền giùm em, có 10 cái duy nhất. Dày lắm luôn nha mọi người, em mặc vô mà thấy người em mập lên luôn á. Nó dày lắm luôn. 10 cái duy nhất, chị nào lấy chốt liền giùm em. Xanh nha, màu xanh này đẹp lắm luôn nha mọi người. Không phải xanh rêu nha, mà xanh gì, xanh này xanh gì không biết mà trắng da lắm. Chị nào lấy chốt liền giùm em. Tay áo cũng rất là dày luôn. Chị nào lấy chốt đơn liền, nón bự nè mọi người. Đây mấy chị thấy không, buổi trưa dưới đây nó nóng lắm. Em mặc áo khoác vô trang bà hành em vậy. Rồi ai lấy chốt liền giùm em nha. Comment liền giùm em là áo màu xanh lá. AE xanh lá cho em luôn. AE xanh lá cho em luôn. 135, khi mấy chị trong đơn mấy chị có hai áo là em tính cho mấy chị còn 130.000 một áo nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em màu xanh lá. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em nha. Màu xanh lá nha mấy chị ơi. Tay rất là dày luôn nè, mấy chị đi nắng cái mấy chị làm về cho em. Bao cho mấy chị nắng cỡ nào được. Rồi ai lấy xanh lá chốt xanh lá cho em. Màu nâu em còn số lượng ít. Màu nâu em còn số lượng ít. Ai lấy nâu chốt nâu. Nâu nè để em dơ lại cho màu nâu. Ai lấy nâu chốt nâu cho em nha. Chất vải nhà em là bao dày. Mã này là mã nâu. Ai lấy nâu chốt nâu. Mã nâu cho em nha. 135 khi mua. AE xanh lá cho Thanh Thảo. Có đơn cho địa chỉ liền đi Thanh Thảo ơi. Thanh Thảo cho địa chỉ liền mới chốt đơn nha. Đi đơn liền đó mấy chị ơi. Rồi màu vàng. Màu vàng này em về được còn được 5 cái. Màu này màu vàng cho em nha. Ai lấy vàng chốt vàng cho em. Màu vàng nha. Đơn hôm qua dồn với áo khoác rồi đi á. Đang làm đơn đó mọi người ơi. Màu này là màu vàng cho em. Ai lấy vàng chốt vàng nha. AE vàng. AE vàng. Em nói luôn mấy cái này em còn ít thôi nha mấy chị ơi. Là không về mẫu áo khoác này nữa nha. Vàng cho Yến Linh có đơn. Xanh lá cho Thanh Thúy. Thanh Thúy có đơn cho địa chỉ. Thanh Thúy có đơn cho địa chỉ. Vàng xanh lá. Rồi.
áo ủ kem mấy chị đặt fanpage giùm em. Màu này màu đỏ, trời ơi, xuất sắc. Màu đỏ nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ liền giùm em. Rồi, màu vàng cho Huyền Trân có đơn 135.000, khi mấy chị mua từ 3 cái là còn. Nâu cho Thanh Thúy, Thúy có đơn, cho địa chỉ Thanh Thúy ơi. Nâu cho Trang Nguyễn có rồi. Rồi, màu này màu đỏ cho em. Trời, đỏ đẹp quá. Đỏ, đỏ nha. 13, ghim comment cơ như 130, 135. 135 nha mấy chị ơi. Khi mua còn 2 cái là còn 130. Chốt liền giùm em màu xám. 135 khi mua 2 cái là còn 130 một cái đây. Màu xám, chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em nha. Màu xanh em mặc là màu mới về, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nè mấy chị, để em quay thẳng cho mấy chị. Đó. Cái màu xanh này rất là đẹp luôn nha mọi người. 135 nha. 135. Đỏ nè em. Đỏ này đỏ hơi bị đẹp luôn, em có một cái đỏ này nè. Thanh Thúy có đơn rồi. Đây màu đỏ đây nha. Nghe đi. Huyền Trân, Huyền Trân ơi, không nhận đổi tới đổi lui đâu nha. Nhung Phan có đỏ. Huyền Trân xé đơn màu vàng đổi màu đỏ đi em ơi. Rồi, màu này là màu đỏ nha. Ai lấy đỏ chốt đỏ cho em. Ai lấy đỏ chốt đỏ cho em, đỏ còn ít nha mọi người. Màu đỏ, màu xám, màu nâu, màu vàng. Xanh chuối cho Trâm Nguyễn Ae có đơn. Xám cho Thanh Trúc có đơn, xám này nè. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em nha, em không có nhiều hàng đâu mấy chị. Em không có nhiều hàng đâu nha. Rồi, AE màu xanh rêu đậm. AE màu xanh rêu nha. AE này là màu xanh rêu. Xám thêm cho Huyền Trân. Đỏ cho Thúy Nguyễn không giấu. Màu này là màu rêu cho em nha. Màu rêu không phải màu đẹp. Màu này màu rêu nè. Màu rêu nha. Nhìn cho kỹ màu cho em, màu rêu nè. Ai lấy rêu chốt rêu. Ai lấy rêu chốt rêu cho em. Màu rêu nha. Màu rêu, màu này là màu xanh lá. Màu xanh lá, màu rêu, màu xanh lá nè. Màu rêu cho em luôn. Chuẩn bị sale áo 120.000 nữa nha. Rồi, chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em. Màu cam. Màu cam. Màu cam, ai lấy cam chốt cam. Màu cam. Ai lấy màu cam chốt màu cam cho em. Màu cam nha. Màu cam. Áo xanh đang mặc cho Hồng Thảo có đơn. Nón bao to luôn em. Nón bao to luôn nha mấy chị ơi. Một đỏ, hai xanh lá cho Thúy Nguyễn nè. Rồi, màu này là màu xanh chuối. Xanh lá gần hết nha. Màu này là màu xanh chuối cho em. Màu xanh chuối. Màu cam cho Thanh Cao có đơn. Màu xám cho Xuân Nghi có đơn. Màu cam cho Nguyễn Kim Tuyền có đơn. Màu này là màu xanh chuối cho em. Ai lấy xanh chuối chốt xanh chuối. Xanh chuối nè. Rồi, địa chỉ cũ luôn nha chị, ok em. Áo cổ lọ mấy chị qua fanpage đặt nha. Rồi, màu này là màu hồng nè, màu hồng bát siêu, đẹp cực kỳ luôn. Màu hồng. Ai lấy hồng chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng cho em. Trời, mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó đổ nè mấy má ơi. Em không nhận ghé lấy nha. Thiên Kim khỏi soạn đi, Thiên Kim ghé lấy khỏi soạn đi. Rồi, ai lấy màu này chốt liền giùm em màu hồng nha mọi người. Màu hồng cho em. Màu hồng. Màu hồng. Phi size 70kg mặc vừa nha tình yêu ơi. 70kg là mặc vừa cho em nha. Rồi, màu xanh rêu nè. Màu xanh rêu đây nha. Màu xanh rêu nè mấy chị ơi. Đây là màu xanh rêu, ai lấy xanh rêu chốt.
Màu hồng cho chị Nguyễn Kim có đơn. Rồi tiếp giùm em màu xám chuột. Màu này là màu xám chuột. Ai lấy xám chuột? Xám chuột còn nhiều không Như? Xám chuột còn mấy cái? Gì? Xám chuột. Ai lấy xám chuột? Chốt xám chuột cho em. Xám chuột nha mọi người. Cái này là xám chuột nha. Xám chuột. Rồi màu rêu đây nha. Màu rêu đây. Màu xanh rêu nè. Để em đưa cái màu thôi cho mấy chị thấy rõ. Màu xanh rêu nha. Rồi tiếp giùm em. Màu xanh. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Màu xanh dương. Rất là dày nha mấy chị em ơi. Màu nâu nè. Đây ai lấy nâu chốt nâu cho em. Ai lấy màu nâu chốt màu nâu cho em nha. Màu nâu cho em nha mấy chế ơi. Màu nâu. Màu nâu nha. Chị Nguyễn Kim Tuyền gửi địa chỉ cho Vi vô đổi liền đi Vi. Nâu cho Linh Linh có đơn cho địa chỉ. Xanh dương cho Thanh Thúy có đơn. Rồi ai lấy màu gì nữa chốt liền giùm em. Màu em đang mặc là màu xanh lá nha mấy chị. Màu xanh lá cho em. Chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá cho em nha. Đây nón rất là bự nha. Rồi màu nâu. Màu nâu màu xám chuột. Nâu cho Nguyễn Lê Hiền có đơn. Form dài nha mọi người. Đây form này là form dài cho em nha. Đây nó dài nè mọi người ơi, chứ nó không có ngắn đâu. Phi size 70kg mặc vừa nha. Rồi xanh dương cho Thi Mai có đơn. My La Thùy nhắn tin qua fanpage đi chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt liền giùm em nha. Màu đỏ. Màu đỏ nè. Rồi qua hàng sale liền nha. Màu đỏ nè mấy chị. Ai lấy đỏ chốt đỏ. Em về hàng một đợt nữa là hết rồi đó mọi người. Màu xanh lá cộng với lại xám cho Tê Kiều có đơn cho địa chỉ nha. Kem body là 470 một hộp 500g. Phi ship tặng set tắm trắng. Còn hũ nhỏ là 250. Tặng set tắm trắng. Đây nè, cái này là màu đỏ cho em. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ liền cho em nha. Màu đỏ. Màu đỏ nha. Màu đỏ cho em. Rồi màu này là màu xám. Màu xám. Thúy Nguyễn ơi, em đổi 15 cái không em để chị đổi cho. Đổi tới đổi lui hoài vô inbox mua luôn đi. Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Xanh dương với lại xanh rêu cho địa chỉ số điện thoại. Người ta chốt người ta bỏ ra người khác không có. Cái bây giờ đổi tới đổi lui hoài à. Rồi màu này là màu xám cho em. Ai lấy xám chốt xám nha. Dây kéo cùng một màu cho em rất là đẹp nha. Áo này người ta đang bán 180-200 ngàn một cái. Phi size 70 ký mặc vừa. Áo cổ lọ còn, nhắn tin đi mấy chị ơi. Rồi màu này là màu xám. Chị nào lấy xám chốt xám. Xám nha. Màu vàng. Màu xám cho chị Nhung Phan có đơn. Rồi màu này là màu vàng nha mấy chị ơi. Màu vàng cho em. Ai lấy vàng chốt vàng. Thúy Nguyễn đổi cho nó màu rêu quá chị hai. Má sao tôi mệt thiệt chứ. Rồi màu này là màu cam. Hai rêu một đỏ. Xanh đang mặc với đỏ cho chị Quyên Đặng có đơn cho địa chỉ số điện thoại. Rồi màu này là màu cam nha. Ai lấy cam chốt cam liền giùm em. Màu cam nha mọi người. Đổi nãy giờ muốn sạn đá luôn. Đã mặc cái áo này rất là nóng luôn á mọi người. Rồi màu này là màu xanh chuối. Xanh chuối còn nhiều không em?
xanh chuối giùm em. Xanh chuối giùm em, ai lấy xanh chuối chốt xanh chuối. Chuẩn bị sale áo khoác Adidas 129.000. Chuẩn bị sale nha mọi người. Rồi ai lấy cái này chốt xanh chuối cho em. Xanh chuối cho em, chị nào lấy chốt Adidas màu hồng ấy Như. Lấy đi chị sale. Ừ có rồi nè. Rồi xanh chuối. Màu này là màu xanh rêu. Xanh rêu nha mọi người. Màu xanh rêu cho em nha, nhà nhìn nè. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu. Màu em đang mặc là màu xanh lá nha. Rồi màu này là màu nâu. Màu nâu nha. Màu nâu nha mọi người. AE nâu giùm em nha. Huyền Trân chốt rồi nha em ơi. Màu nâu. Rồi màu hồng. Màu hồng, ai lấy hồng chốt hồng. Rồi em qua nha. Xanh lá còn mấy cái nữa là hết nha. Thấy Nguyễn Tuyền nha, Nguyễn Tuyền ơi. Mồ hôi đổ mệt quá. Rồi cái này còn mấy cái sale luôn nè. À màu xanh dương nữa nha. Linh Linh có nâu AE rồi nha. Rồi màu này là màu xanh dương nha mọi người. Rất là dày, hàng nhà em bán bao dày luôn. Xám chuột cho chị Lê, Lê Năng Trần cho địa chỉ số điện thoại. Nâu cho chị Nhung Phan. Em về áo khoác đợt này nữa, Đức Mẫu không về nữa nha. Màu xanh dương cho em. Màu xanh dương, ai lấy xanh dương chốt xanh dương. Màu này là màu xám chuột. Màu xám chuột nha mọi người. Màu này là màu xám chuột cho em. Xám chuột nha. Rồi qua sale. Rồi chị nào lấy chốt nha. Đơn dép đang làm đơn á Trang ơi. Rồi áo này em còn hai áo, em sale cho mấy chị 115.000. 115, chị nào lấy chốt thể thao nha. Thể thao 115. Thể thao giống em đang mặc nè mấy chị. Mà em còn mỗi cái có một cái thôi nha, em sale luôn. Màu xanh lá này cực kỳ đẹp, ai không lấy là đừng có tiếc nha. Chất vải rất là dày, hàng thêu cho em nha, có túi bự lắm nha. Đây, màu xanh lá nha mấy chị ơi. Nè. Rồi, áo khoác giống em đang mặc nè, để em sale trước nha. Xanh rêu cho anh Lý với lại màu nâu nè. Anh Lý cho địa chỉ đi chị ơi. Rồi, áo khoác này comment liền giùm em nha. Sale 115, bán 135 nha mọi người. Thể thao giùm em. Có hai túi dây kéo, hai túi trong nữa nha. AE xám chuột cho Xuân Nghi. Chị nào lấy cái này chốt liền giùm em 115.000. 115.000 giùm em nha. Màu này là mã số 1. Mã số 1 sale 115. Mã số 1 sale 115 giùm em. Chị nào lấy chốt nha. Mã 1 sale 115. Đây chị lên Adidas đây. Xanh dương cho Kiều My có đơn. Được nha. Phi size 70kg mặc vừa. Áo jean em không có lên chị ơi. Ủa Adidas như đi em ra đâu trời. Dục cái Adidas hồng này giùm chị em trần đó. Rồi cái này em còn một áo, em sale cho mấy chị luôn nha. Xanh dương và hồng cho Ngọc Hoa có đơn. Adidas hồng này em sale cho mấy chị 129.000 nha. Em còn màu này nè 129.000. Chị nào lấy chốt liền giùm em là Adidas hồng. Dây kéo hồng luôn cho em nha. Ai lấy chốt Adidas hồng cho em nha. Adidas hồng 129. Adidas hồng 129.000. Chị nào lấy chốt liền. Em chỉ còn số lượng ít thôi nha mấy chị ơi. Còn mấy cái thì em sale luôn cho xả kho nha. Chị nào lấy chốt liền giùm em màu hồng 129 giùm em. Màu hồng 129, chị nào lấy chốt liền giùm em. Adidas cũng là 4 túi nón bự cho em luôn nha. Hàng nhà em lúc nào cũng vậy luôn nha mọi người ơi. Chị nào lấy chốt liền giùm em 129 liền.
129 mấy chị đi mua được cái áo khoác nào mà dày đẹp vậy, 129.000 không? Chốt liền giùm em là Adidas hồng nha. Adidas hồng. AE còn full màu nha Phượng Duyên ơi. AE còn full màu nha. Rồi ai lấy hồng chốt hồng cho em. Ai lấy hồng chốt hồng cho em 129 nè. Hồng 129 cho em. Chị nào lấy chốt liền nha mọi người. AE hồng 129. Ấy lộn. Adidas hồng 129 nha. Màu hồng 129. Rồi màu này là màu xám tiêu nha. Hồng 129 cho chị Nguyễn Kim Tuyền có đơn. Em sale như vậy em lời đúng được 2-3 ngàn á. Đây chị nào lấy nó chốt. Mấy chị đi ra shop mấy chị mua đi. Màu xanh dương đâu rồi chị hai, còn xanh dương, AE xanh dương còn không? AE xanh dương còn không Như ơi? Kìa. Còn. Rồi cái này là màu xám nha, vải bao dày cho mấy chị. Nhận về không dày cho trả lại nha mọi người. Màu này là màu xám tiêu. Còn một cái duy nhất chốt xám tiêu Adidas cho em. Xám tiêu Adidas nha. Xám tiêu Adidas cho em. Mấy cái này còn có cái không à. Nghe không mọi người, nghe em nói không vậy? Màu xám tiêu nha. Màu nâu tây. Màu nâu tây còn đúng một cái luôn. Nâu tây Adidas còn đúng một cái. Nâu tây Adidas còn đúng một cái. Chị nào lấy nâu tây chốt nâu tây. Nâu tây Adidas còn đúng một cái nha. Ai lấy nâu tây chốt nâu tây. Nâu tây Adidas nha. Nâu tây Adidas. Màu cam Adidas. Nâu tay cho Phương Dung Adidas có đơn cho địa chỉ nha. Phương Dung cho địa chỉ. Mấy cái kia trên trển là gì đây em lại. Lẻ. Rồi, màu này là màu cam. Màu cam giùm em. Màu cam nâu tay cho Phương Dung rồi nha. Màu này là màu cam nha mọi người. Ai lấy cam chốt cam. Ai lấy cam chốt cam nha. A em còn xám chuột. Xám chuột 135.000. Khi mua từ hai cái còn 130.000 nha. Màu xám chuột. Màu hồng. Màu hồng cho em. Màu hồng cho em nha. Ghim giá comment rồi đó mấy chị ơi. Màu hồng. Màu nâu. Màu nâu này mặc bao trắng da bao dày luôn. Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu AE nha. Màu rêu đậm. Màu rêu đậm AE. Màu xanh chuối. Màu xanh chuối nha mấy chị ơi. Màu xanh chuối. Màu cam. Màu cam. Áo giống chị mặc. Không em ơi, còn màu khác thôi à. Dồn vô áo khoác được nha em ơi. Đây màu này màu vàng. Màu vàng nha. Màu vàng. Kiều My có đơn rồi em ơi. Màu xám. Tiểu Ti dồn xám cho em nè. Xám này đúng không? Xám nha. Còn kia là xám chuột nha. Màu xám. Rồi màu đỏ. Màu đỏ cho em. Màu đỏ. Màu xanh lá. Màu xanh lá. Bỏ hết đơn chưa? Rồi. Đưa cái màu xanh lá đi Nhân. Rồi màu xanh lá. Chị nào lấy màu nào chốt liền màu đó giùm em nha mấy chế ơi. Chốt liền giùm em. Áo em mặc thôi em sale cho mấy chị giá lỗ luôn. Từ từ đợi em xíu đi. Ở trong đó kìa. Rồi em có một mẫu áo này bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 130 Adidas màu bò bao dày luôn. Cầm cái áo về mà không nặng tay trả lại cho em. Adidas màu bò cho em nha. Áo tôi bỏ không có màu đen nha. Áo tôi bỏ không có màu đen nha. Áo em bận có màu xanh. Sale 100 luôn nha. Sale 100 đi. Chốt lẹ giùm em. Em bán 135 còn rớt là em sale 100 luôn.
Ai lấy áo này chốt xanh lá. A E nâu cho Trang Nguyễn có đơn. Cái này Adidas màu bò cho em. Cầm cái này dày lắm luôn. Huỳnh Như xám chuột cho địa chỉ. Huỳnh Như xám chuột cho địa chỉ. Rồi cái này nè mấy chị ơi, em bán cho mấy chị 130 nha. Adidas này 130 cho em nha. Dày lắm mấy chị ơi. Cái Adidas bao dày luôn nè. Nhìn giùm em nha. Mua cái này dày mà không dày không lấy tiền. Ai lấy cái này chốt liền giùm em Adidas màu nâu. Màu bò chứ. Màu bò. Màu bò nha. Ai xanh dương còn không? Còn cái này. Còn này phải không? Này còn nhiều không? Cái này là AE xanh cổ dịch cho em còn 2 cái. AE xanh cổ dịch còn 2 cái. Xanh dương còn không? Màu bò trời nó dày lắm luôn mấy chị ơi. Màu bò Adidas cho chị Võ Kim Trong có đường. Nè lấy cho cô Võ Kim Trong nè. Rồi chị nào lấy áo này chốt. Dày lắm mấy chị ơi. Áo khoác thể thao em đang chuẩn bị sale cho mấy chị 100 ngàn. Về mặt ủ kem. Xám là xám bút riêng hả chị? Xám đó cũng được, bỏ vô ly xám chữ hồng còn không? Có rồi. Chị lấy xám đó đi. Rồi, chị nào lấy áo này chốt nha, trời nó dày lắm mấy chị ơi. Nó dày em không thể nào tưởng tượng được luôn á. Nè, nón bự nữa nè nha. Ai lấy cái này chốt liền giùm em, vải cực kỳ dày luôn. Adidas màu bò cho Nguyễn Thị Tuyết Trinh có đơn cho địa chỉ. Khoác thể thao em sale nha. Rồi, cái này chốt liền giùm em, mã số 1, sale 100. Chốt liền giùm em, không có nhiều nha. Màu tím tím xám xám nha mọi người. Chốt liền giùm em thể thao 100 mã số 1, ai lấy chốt. Thể thao 100 mã 1. Áo đang mặc là Adidas màu bò, chị nào lấy chốt. Màu xanh cổ dịch AE cũng đẹp nè mọi người. Xanh cổ dịch AE cũng đẹp nè. Cái nào còn chị hỏi cái gì vậy? Màu em đang mặc cũng còn nè. 100 ngàn màu cam. 100 ngàn màu cam ai lấy chốt. 100 ngàn màu cam comment liền giùm em nha. Bán 135 lượng mấy chị ơi, sale như vậy là lỗ rồi. Chị nào không lấy thôi. Khoác thể thao nè, màu tím xám cho bé Yến có đơn nè. Mã số 1, 100 nè. Sale có 100 ngàn thôi mấy má ơi. 100 ngàn cho chị Phương Dung màu cam cho địa chỉ chưa? Ủa còn thể thao không? Đây. Rồi cái này là màu đỏ giùm em nha. Màu cam đất giùm em. Màu cam đất giùm em. Chị nào lấy cam đất chốt cam đất 100. Bán 135 nè mấy chị ơi. Cam đất 100 ai lấy chốt. Cam đất 100. Cam đất 100 nha. Phi size 70kg đổ xuống mặt dừa. Cam cho Thấm Nguyễn 100. Xanh dương AE. Còn cái kìa không? Nè. Xanh dương AE cho chị Nguyễn Tuyền có đơn. Cam cho chị Nhung Phan 100 có đơn. Đi đâu hả má? Đi. Đi đâu? Vô. Nè. Ủa còn thể thao không? Cam 100 cho Linh Linh có đơn. Ủa còn thể thao không? Còn một cái em đang mặc nè, ai lấy không? Cái em đang mặc ai lấy chốt. Áo em đang mặc 100 ai lấy chốt. Ủa còn cái màu xanh lá rồi ta. Xanh lá 100 nữa nè. Xanh lá 100. Nóng mấy mẹ luôn.
xanh lá 100.000, ai lấy chốt. Ăn bún riêu BD sạch mới đâu vậy vậy? Chích ngừa. Xanh lá 100. Còn đúng một cái xanh lá với cái áo em mặc, ai lấy chốt? Xanh lá với áo em mặc, ai lấy chốt? Xanh lá cho chị Diệp. Xanh lá cho chị Diệp vào có đô 100. Rồi cái em mặc, còn cái cuối cùng ai lấy chốt? Hết rồi đúng không? Đúng không vợ Như? Mạnh dạn trả lời đi bé. Đúng. Rồi. Rồi màu hồng. Màu hồng ai lấy hồng chốt hồng. Màu hồng còn một cái ai lấy hồng chốt hồng. Màu hồng. Màu đỏ. Adidas còn hồng đậm không? Hồng đậm là hồng này không? Rồi còn một cái này nữa nè mấy chị ơi. Màu hồng 100.000. Màu này là màu cam đất 100.000. Màu này là màu đỏ đỏ cam cam đó mọi người, 100.000 luôn. Ai lấy chốt liền giùm em nha. Ai lấy chốt liền giùm em. Rồi tiếp nè. Sam 3kg bao vừa chị ơi. Ai màu nu tây. Ai màu nu tây còn đúng một cái, ai lấy chốt? Màu nu tây nha mấy chị ơi, một cái duy nhất. Một cái duy nhất ai nu tây, chất bao dày bao đẹp. Nu tây cho em. Adidas còn hồng không? Còn nha. Áo khoác này có sọ ngón nha mấy chị ơi. Có sọ ngón cho em nha. Nu tây ơi còn cái này. Đâu? Còn màu tím với lại màu hồng, ai lấy chốt thể thao 100? Ai lấy chốt thể thao 100 nha. Ai lấy chốt thể thao 100? Nè áo gấu nè, còn một cái sale 130.000. Còn một cái sale 130.000. Gấu xám sale 130, ai lấy chốt nha. Gấu xám nha. Gấu xám sale 130, ai lấy chốt? Gấu xám còn một cái sale 130, ai lấy chốt? Gấu xám giùm em. Gì? Gấu xám 130.000 nha mọi người ơi. Chất dày lắm mấy chị ơi, ai lấy chốt? Gấu xám 100.000. Ớ lộn, 130.000 má. Gấu xám 130. Ni vàng đi mấy chị, ni vàng đẹp nè. Ni vàng 130. Ni vàng giùm em 130 nha. Áo khoác màu nu tây cho Thu Hương có đơn. Nè. Lấy cái gì? Rồi, ai lấy màu này chốt ni vàng cho em. Ni vàng 130. Ni vàng 130 nha. Ni vàng 130.000, ai lấy ni vàng chốt ni vàng. Ni vàng giùm em nha, chạy viền tay áo cho em luôn nè. Chạy viền tay áo rất là đẹp nha mấy chị ơi, ai lấy ni chốt ni. Ni vàng. Ni vàng giùm em. Ni vàng. Nu tay 130. Ni nâu cho em nè. Ni nâu. Ni nâu giùm em nha mấy chị ơi, ni nâu. Còn ni xám nữa đúng không? Ni nâu. Màu gì đây? Ni xanh đen. Ni xanh đen 130.000 nha. Ni xanh đen giùm em. Hàng theo giùm em nha. Hàng theo giùm em nha. Ni xanh. Nu tây là mã nào? Nu tây ai lấy rồi? Ai lấy cho địa chỉ chứ gì trời. Rồi. Màu này là màu ni xanh rêu. Ni xanh rêu giùm em. Ni xanh rêu giùm em. Đụng máu quá trời ni. Ai lấy ni nào chốt ni đó.
Rồi cái này là một cái màu nâu tây cuối cùng, ai lấy nâu tây chốt nâu tây. Một cái cuối cùng nha, nâu tây. Nâu tây một cái cuối cùng. Rồi màu xanh nữa kìa. Nâu tây giùm em phi size 70kg mặc vừa nha chị ơi. Rồi màu này màu xanh lạ Quảng Châu nè. Một cái duy nhất. Màu xanh này xanh gì ta? Xanh gì thầy? Không biết má. Xanh lạ đi. Xanh lạ giùm em, ai lấy xanh lạ chốt nha. Một cái màu xanh này cuối cùng luôn, không lấy để mặc. Xanh lạ với nâu tây AE nha. Xanh lạ với nâu tây AE. Nâu tây cho Hồng Lê có đơn. Rồi một con gấu màu đỏ đô duy nhất. Gấu Moschino màu đỏ đô nha. Gấu Moschino gấu theo giùm em màu đỏ đô nha. Gấu Moschino màu đỏ đô một cái duy nhất. Kìa còn ai em màu nâu tây, màu nâu tây cho Hồng Lê rồi, còn ai em màu kia sống lại đây. Hai cái hả? Gấu đỏ cho Kim Khánh có đơn. Nè. 130. Ủa 135. Rồi cái này là AE nè. Đỏ hết nha. AE màu nu chữ hồng. AE màu nu chữ hồng cho em. AE nu chữ hồng. AE nu chữ hồng. Kim Khánh có rồi nha. Rồi AE xám chữ đen. AE xám chữ đen, ai lấy chốt. Rồi AE màu xanh cổ dịch. Alo. AE màu xanh cổ dịch, ai lấy AE chốt. Đỏ đô em hết rồi, đỏ đô còn không á? Gấu đỏ đô còn không? AE xám chữ đen cho Hà Phạm có đơn. Em còn một cái AE màu này là màu đỏ đô nè. Ai lấy AE đỏ đô chốt AE đỏ nha. AE đỏ cho em, ai lấy AE đỏ chốt AE đỏ. AE đỏ thấy Kiều My nha. Xám chữ đen cho Trúc Giang là hết luôn rồi đúng không? Hai cái xám rồi đó. Hai cái rồi kìa. Rồi đưa cái xám xám muối tiêu đây. AE nu chữ hồng cho chị Naomi có đơn cho địa chỉ. Rồi AE màu xám muối tiêu có một cái duy nhất. AE màu xám muối tiêu có một cái duy nhất. AE màu xám muối tiêu có một cái duy nhất nha. Ai lấy chốt AE xám muối tiêu. AE xám muối tiêu. À, uống hai len kìa Vũ Vũ. Đâu rồi? Để mặt uống hết luôn rồi. Mùa hôm nay hả? AE xám muối tiêu. AE xám muối tiêu cho Hà Phạm. Ni Hồng cũng còn nè mấy chị ơi. AE xám hết rồi. Còn ai xám chuột à? Ai xám chuột đây? Ai xám chuột nha. Còn ai xám chuột, ai lấy xám chuột chốt. Ai xám chuột nha mấy chị ơi. Ai xám chuột. Chị Thùy Nhung bị đánh dấu nguy hiểm lý do gì vậy? Đến nơi đồng kiểm không nhận hàng, hoàn đơn 170.000. Màu xanh chuối nè mọi người. Ai lấy xanh chuối chốt xanh chuối cho em đi. Size phi size 70kg mặc vừa nha. Màu xanh chuối. Màu xanh chuối nè mọi người. Màu xanh chuối. Màu đỏ. Màu đỏ cho em. Màu đỏ, ai lấy đỏ chốt đỏ. Màu đỏ. Màu hồng. Màu hồng. Màu nâu. Màu nâu nè. Màu xanh cổ dịch. Màu xanh cổ dịch còn hai cái. Xám gấu còn nha Trúc Giang ơi. Rồi màu này là màu xanh cổ dịch nha. Xanh cổ dịch. Xanh cổ dịch còn hai cái. Màu này là màu xanh lá.
màu xanh lá cho em luôn. Màu xanh lá cho em. Xám chuột cho Phan Nguyễn Thanh Duy cho địa chỉ số điện thoại. Phan Nguyễn Thanh Duy cho địa chỉ số điện thoại. Gấu em còn một cái màu xám nè. Gấu em còn một cái màu xám với cái màu hồng luôn. Bé bé. Màu đỏ đô nè, ai lấy nữa không? Ủa Thùy Dung tao hoàn về là do lộn sai mà má. Má đánh dấu nguy hiểm nè, má Như nè. Gặp Như đánh nó nha mấy chị. Tắm nè. Tắm nè. Về tắm nè. Mỹ Duy ngay xám chuột. Rồi nè, còn một con gấu đỏ đô nè, nãy ai hỏi nè. Còn một con gấu Moschino đỏ đô đây. Một con gấu Moschino đỏ đô nha. Một con gấu Moschino đỏ đô. Một con gấu xám đây nè. Kiều My, chị không nhớ hình như có rồi ấy, em ơi. Đây, màu này là màu xám nha, gấu màu xám. Còn con gấu màu hồng đẹp lắm luôn rồi. Không có con màu hồng đây nè, màu hồng hồng nè. Rồi cái này là một con gấu màu hồng tím nha, đẹp lắm. Gấu Moschino giùm em, hàng thêu con gấu nha. Xám chuột còn không? Gấu hồng nè, cho chị Võ Kim Trọng có đơn. Rối kim trong. Gấu hồng còn phải không? Rồi, gấu hồng nè. Adidas xám lấy ra đi chị Như. Adidas xanh dương nè. Trúc Giang thêm một cái xám chuột có đơn. Rồi, màu này là màu Adidas xanh dương. Adidas xanh dương. Adidas. Adidas em còn mỗi màu số lượng ít. Ủa cái này màu gì nữa đây, gấu màu gì nữa rồi? Có một cái hả? Rồi, cái này là màu rêu, em còn một cái nha. Comment liền giùm em gấu màu rêu. Gấu màu rêu với gấu màu xám nữa. Gấu đỏ đô còn một cái. Đây gấu xám nha. Gấu xám cho em, ai lấy gấu xám chốt gấu xám. Con gấu này là gấu thêu nha. Adidas xanh cho Thanh Thúy có đơn. Hết luôn Adidas xanh. Con gấu nè. Con gấu này là hàng thêu nha mọi người. Em về áo khoác đợt này nữa là hết rồi. Thanh Thúy này nãy giờ rồi. Em không nhận bỏ tới đổi lui đâu. Vậy chị thôi, chị xả cái xanh dương này ra đi khỏi chốt. Đây cái này là con gấu thêu cho em nha mọi người. Về mấy chị giặt là nó bung cái giấy này ra nha. Cái này là con gấu xám nha. Ai lấy chốt gấu xám cho em nha. Gấu xám. Gấu xanh rêu còn một cái duy nhất. Rồi với lại gấu hồng. Gấu hồng. Gấu hồng này siêu đẹp. Có hình mẫu mặt luôn á mọi người. Đây. Nè hàng 4 túi cho em. Gấu màu hồng cho em nha. Màu hồng. Adidas này là màu xám. Ai lấy chốt. Adidas xám này còn nhiều không? Adidas còn ít à. Ai lấy chốt liền giùm em 130 ngàn. Xanh dương em có rồi em ơi. Rồi ai lấy màu này chốt màu xám cho em nha. Vừa nha, 70kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. 70kg đổ lại mặt vừa cho em nha. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em tắt like nha mọi người. Adidas còn màu xám nè. Nè màu xám nè mọi người. Hàng thêu bao dày bao đẹp nha. Ai lấy xám chốt xám. Ai lấy xám chốt xám cho em. Gấu hồng cho chị Huệ Nhi có đơn. Thanh Thúy lấy luôn cái kia á chị. Adidas xanh dương á.
Ai màu hồng đúng không em? Đây. Gấu xám cho Nguyễn Tuyền dồn đơn. Đây ai màu hồng nè. Ai màu hồng đây, ai lấy màu hồng chốt màu hồng. Ai hồng. Ai hồng cho em nha. Không có like nữa chị ơi. Ai hồng, màu nâu em còn số lượng 5 cái, ai lấy ai nâu chốt nâu nha. Nâu giùm em. Nâu cho em. Ai lấy nâu chốt nâu. Ai lấy nâu chốt nâu cho em nha mọi người. Bông bông ai hồng có đơn. Ai đỏ đẹp lắm luôn á. Ai hồng cho Ngọc Châu có đơn. Ai nâu cho Võ Kim Trong có đơn. Ai xanh cổ dịch này em còn 2 cái nè. Nồi tơi Mỹ Hà đặt inbox chưa vậy em? 135 nha. Giúp nhựa nhắn tin fanpage đi bông ơi. Đây màu xanh cổ dịch còn 2 cái cuối cùng. Đứt màu. Ơi ni xám đẹp quá. Đây nè, ai nâu cho Linh Linh. Màu xanh cổ dịch em còn đúng 2 áo nha mọi người. Chị nào lấy xanh cổ dịch chốt xanh cổ dịch cho em. Xanh cổ dịch nha. Xanh cổ dịch cho em, chị nào lấy xanh cổ dịch chốt. Nè, ủ kem tôi mang vớ tùm lum nè mấy má. Ai lấy xanh cổ dịch chốt xanh cổ dịch cho em nha. Đó, chiều mở ra trắng bóc thấy không. Rồi ai lấy xanh cổ dịch chốt xanh cổ dịch. Ai còn nè, để vô lại nữa nha. Màu xanh cổ dịch em đang mặc còn 2 cái. Sếp đang mặc em không bán. Ê em có cái đồng hồ này em mới mua em thanh lý mấy chị nè. Thanh lý 550 thôi. Đâu rồi. Đây. Full hộp luôn nha mấy má. Mua hàng xịn chứ không phải hàng dởm đâu nha. Đây. Ai lấy thì chuyển khoản em mới dám giao nha mọi người. Đây nè, đẹp lắm luôn nha. Rồi ở trong nè. Ủa nâu tây còn không? Lấy em nâu tây. Nâu tây Mỹ Hà lấy nâu tây hả? Nãy giờ chốt chưa Như? Hết rồi, mà nãy nhắn tin mà không trả lời. Hết rồi em ơi. Nãy giờ nhắn tin không trả lời. Nhân viên nó bán hết rồi. Nè ở trong nè mấy chị. Đồng hồ này nè, ai lấy thì chốt nha mọi người. Em mới mua 650 đó, bán lại 550. Full hộp gỗ luôn nha mấy chị ơi. Đeo lên tay đẹp lắm á. Mà tại chưa đi đâu nên không có đeo. Chưa đeo dù chỉ một lần nha mọi người. Ai lấy thì nhắn tin qua fanpage cũng được. Cho nhân viên em nó chốt nha. Mà chuyển khoản nha, cái này em có ship tới ship lui nha. Nè mấy chị thấy hộp không? Hộp gỗ đàng hoàng. Nãy giờ quên. Rồi, cái gì mấy chị muốn lên gì quên này ta? Màu chuối nè. Màu chuối đi nha, chị nào lấy chuối chốt chuối nha. Màu chuối. Màu cam. Màu cam. Màu chuối, màu cam, màu xanh cổ dịch, màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Màu đỏ. Để em được không? Để gì em? Lấy một đôi dép tích cơ 37 cho bông bông nữa nha Như ơi. Rồi màu này với lại màu xanh lá. Xanh lá đưa đây em cho ta coi coi chị hai để chuẩn bị đi. Xanh lá. Ai xanh lá này em về được 15 cái mà còn đúng 3-4 cái nữa là hết. Màu xanh lá này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Màu xanh lá này cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy xanh lá chốt xanh lá. Ơi còn một cái màu nâu nè phải không? Còn một cái màu nu tây nha. Còn một cái màu nu tây, ai lấy nu tây chốt nu tây. Rồi, để chúc em đăng lên áo khoác cần màu gì nha mọi người ơi. Giờ em tắt like nha.
xanh lá cho chị Dung Nguyễn có đơn. Rêu AE còn nha em ơi. Còn màu gì vậy? Rêu AE còn đó. Nè kem body nè, đưa kem body đây, chị bán kem body cho em. Kem body em có hũ nhỏ với hũ to nha. Hũ to là 470.000 một hũ, tặng một set tắm trắng với free ship. Hũ to là hũ nửa ký nha mấy chị ơi. Đây nè. Chị nào lấy chốt nu tay cho Linh Linh. Bộ đang mặc em không có bán nha chị ơi. Rồi, không có sót đâu em ơi. Không có sót đâu bé ơi. Chốt like là không bao giờ sót đâu. Không bao giờ sót đâu. Chị nào mua kem thì nhắn tin cho em nha. Kem nhà em đảm bảo là không lộ vân kem 100% nha mọi người. Không lộ vân kem nha mọi người. Yên tâm nha, body, body cốt ủ không lộ vân kem. Rồi bây giờ em đăng áo khoác lên, em còn màu nào cho mấy chị chốt nha.